Cảm ơn những món đồ của bà chị gái phương xa. Mẹ nó bà nhận cái gì thì nhận. Lấy rồi quá sạc. Đấy. Tôi xem là cái gì. Cái này là cái gì? Ui ôi, nhiều thế. Em có nắm thế nhỉ? À, cái này là cộng trừ của tiên đấy. Ôi này này này, bút màu bút màu. Ôm ngay. Thế bé này thì lấy cái gì? Tôi có một cái, có chung có bút màu. Bé này lấy gì đây? Rồi, nó lấy hết rồi, dài tẩy của tiên này, bút chì của tiên này. Này cái quạt bút chì của tiên này. Ui em gái nhà bố này, ui gái cũng có nhiều nhỉ. Không có màu.